Thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều nhóm báo chốt để thông báo các cái trạm kiểm soát giao thông của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Hành vi này không chỉ cản trở, tác động xấu đến hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, mà còn có thể để các đối tượng phạm pháp hình sự biết nhằm né tránh. Dù một số cá nhân đã bị xử lý, nhưng mà hiện tượng lập nhóm báo chốt hàng ngày vẫn đang diễn ra phổ biến. Ghi nhận của phóng viên. Không khó khăn để tìm ra các hội nhóm báo chốt. Đặc biệt, các nhóm này hoạt động rất công khai với hàng nghìn thành viên tham gia, theo dõi. Chỉ cần gõ cụm từ báo chốt, hàng loạt fanpage, hội nhóm sẽ hiện ra trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Các thành viên trong nhóm sẽ liên tục báo địa điểm, thời gian chốt chặn, tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng để cập nhật. Và đây là một trường hợp nắm được thông tin trên hội nhóm, qua đó thực hiện hành vi thông chốt lực lượng 141 trên đường Lê Duẩn, thành phố Hà Nội. Có hội nhóm như thông báo chốt 141 là thông báo chốt dọc đường thì tôi. Nó là một hội nhóm Facebook nhưng có một hội nhóm nhắn tin trong Mét nên là có thể là xem được và biết được ở đâu có chốt. Tầm tối tối họ sẽ đi dần dần, ai người ta đi qua đâu thì người ta sẽ nhìn thấy chốt, người ta sẽ thông báo lên nhóm. Không chỉ lập các hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều người còn tụ tập quay phim, chụp ảnh xung quanh điểm chốt chặn rồi ngang nhiên đăng lên mạng xã hội. Thậm chí đứng dưới lòng đường, đỗ xe ngược chiều hoặc trèo lên giải phân cách giữa đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Có địa điểm ghi nhận hàng trăm người đứng xem. Tổ cảnh sát trật tự thì sẽ tiến hành tuần tra kiểm soát về trật tự đô thị. Trong đó có việc là tụ tập đông người và hóng chốt thì báo cáo cả các ban ngành đoàn thể cấp trên như là đội cảnh sát trật tự để phối hợp. Đầu tiên là tuyên truyền nhắc nhở. Và những trường hợp nào mà có dấu hiệu về những vi phạm thì tiến hành kiểm tra và xử lý như bình thường. Kế hoạch của lực lượng liên ngành 141 mang tính chất tuyệt mật khi đây là tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố Hà Nội với nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô. Cho nên các địa điểm chốt chặn tuần tra phải được giữ bí mật. Lực lượng phối hợp cũng phải đến sát giờ mới có thể nhận được kế hoạch. Khi nhận được các cái kế hoạch của ban giám đốc gửi xuống, vì đây kế hoạch 141 là kế hoạch mật, vì vậy thì khi có thông tin về lịch chốt thì sẽ đưa cho công an phường vào cái thời điểm sát khi thực hiện chứ không có từ sớm. Nên là ngay khi nhận thì ban chỉ huy công an phường luôn phân công, như tôi vừa nói, là một tổ cảnh sát hình sự sẽ tham gia phối hợp. Theo quy định, người dân có quyền giám sát đối với hoạt động của công an nhân dân. Tuy nhiên, việc giám sát phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nếu vi phạm, việc báo chốt sẽ trở thành nguyên nhân gây cản trở, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Cái hành vi này được thể hiện dưới hình thức là thông báo đăng bài lên mạng xã hội. Thì đây được coi là hành vi vi phạm pháp luật và có thể xử phạt vi phạm hành chính. Lỗi vi phạm được xác định ở đây là hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng Internet, tránh trường hợp bị xử lý do thực hiện các hành vi vi phạm. Ngoài ra, không nên tụ tập để đảm bảo an toàn cho bản thân và không gây cản trở đến quá trình làm nhiệm vụ của tổ công tác.